Thử thách AW của Kixi Mixi xem như thế nào nha. Ok, let's go. Ê, tại sao lại đi vào lava? Ok, dính biệt nha. Thử thách thứ hai, let's go. Ủa đúng, ớt hả? Chọn đúng đường rồi mà sao đi té? Quá là ẩu luôn nha. Thử thách thứ ba nè. Ôi, đúng rồi, chọn kẹo dẻo là đúng rồi đó, đi qua kẹo dẻo đi. Đi qua bên kia là té đấy. Yes, được rồi. Wow, được đấy nhờ. Thử thách thứ tư. Wow, đi lên lá sen đúng đường rồi. Wow, được đấy nhờ. Ok, cắn mà biết lên không xi nhê luôn này. Thử thách cuối cùng nha. Đúng rồi, dí theo. Wow, được không đây, liệu được không đây? Oh, wow, được rồi này. Wow, được thật đấy.